Bảo Thanh vượt mặt Nhã Phương chiến thắng giải nữ diễn viên ấn tượng. Phan Minh Vân trong phim Sống chung với mẹ chồng đã giúp cô chiếm được tình cảm của đông đảo khán giả cả nước. Trong đêm trao giải VTV Award 2017 diễn ra vào tối 7 tháng 9, Bảo Thanh đã rất hạnh phúc khi được xướng tên ở hạng mục nữ diễn viên ấn tượng. Năm qua, cô có nhiều dự án phim truyền hình gây sốt như Sống chung với mẹ chồng, Người phán xử, Hợp đồng hôn nhân. Mặc dù phải cạnh tranh với các diễn viên hot khác như Nhã Phương, Hồng Diễm, Thanh Hương, nhưng Bảo Thanh đã vượt qua số lượng tin nhắn áp đảo và sự ủng hộ từ hội đồng nghệ thuật. Chia sẻ cảm xúc khi nhận cúp, nữ diễn viên cho biết đây là điều cô đã mơ ước từ lâu và giờ điều đó đã trở thành hiện thực. Cô cũng gửi lời cảm ơn đặc biệt đến ông xã, người luôn dõi theo và động viên cô trong suốt con đường nghệ thuật. Ở giải thưởng nam diễn viên ấn tượng, nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng hoàn toàn xứng đáng được vinh danh. Ông Trùm Phan Quân của phim Người phán xử chứng tỏ được khả năng diễn xuất đa dạng, để lại dấu ấn sâu sắc với khán giả truyền hình. Bộ phim Người phán xử cũng giành chiến thắng ở giải phim truyền hình ấn tượng. Đây là kết quả đã được dự đoán từ trước bởi các tác phẩm có hiệu ứng mạnh trên mạng xã hội nhờ nội dung gây cấn về thế giới tội phạm. Các diễn viên của phim như nghệ sĩ nhân dân Hoàng Dũng, Việt Anh, Hồng Đăng, nghệ sĩ ưu tú Trung Anh, Đăng Lê Bảo Anh. Nhờ hiệu ứng của phim đã rất đắt show event quảng cáo, khi nhận cúp từ nghệ sĩ nhân dân Khải Hưng, đạo diễn Khải Anh tâm sự, đây là cơ hội hiếm hoi anh được chính bố mình trao cho giải thưởng. Vũ Cát Tường vượt qua nhiều ứng viên như Sơn Tùng MTP, Lưu Phước Thịnh, Bích Phương ST để giành giải ca sĩ ấn tượng. Cô gửi lời cảm ơn đến các fan đã nhiệt tình nhắn tin bình chọn cho mình trong suốt 6 tháng qua. Thành Trung hạnh phúc ôm chầm lấy ca sĩ Thanh Lam khi nhận giải MC ấn tượng. Năm qua, anh đảm nhận dẫn rất nhiều chương trình lớn như VTV, Suzuki Việt Nam, Không giới hạn, Đừng để tiền rơi, The Remix. Khi phát biểu cảm xúc, Thành Trung không giấu được sự xúc động bởi đây là giải thưởng mà khán giả dành cho anh trong thời gian dài. Anh gửi lời cảm ơn đến vợ, các đồng nghiệp và đặc biệt là người mẹ đã khuất. Khi còn sống, mẹ anh là khán giả trung thành, theo dõi từng chương trình anh tham gia. Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và MC Thanh Bạch trao giải thưởng nghệ sĩ hài ấn tượng cho Xuân Bắc. Với vai Nam Tào trong Gặp nhau cuối năm và MC của Ơn rời cậu đây rồi, anh chiếm được tình cảm của đông đảo người hâm mộ. Anh vượt qua nhiều ứng viên nặng ký khác như nghệ sĩ Hoài Linh, Trường Giang Trấn Thành để chiến thắng ở hạng mục này. Chương trình âm nhạc ấn tượng đã thuộc về Sing My Song. Chương trình của năm được trao cho Táo Quân Gặp nhau cuối năm, hai nghệ sĩ Xuân Bắc và Công Lý đã thay mặt ekip nhận giải. Lâm Khánh Chi 40 tuổi, Hương Giang Idol 26 tuổi, ai xứng là nữ hoàng chuyển giới V-Big? Họ là hai ca sĩ chuyển giới gây chú ý nhất nhì làng giải trí Việt, ai cũng ngày một hoàn thiện để trở nên nữ tính hơn. Trong showbiz, Lâm Khánh Chi và Hương Giang Idol là hai nữ ca sĩ chuyển giới nhận được nhiều sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Cả hai đã có hành trình dài đau đớn cả về tinh thần lẫn thể chất để có được niềm vui và thành công ở hiện tại. Gương mặt, hình thể của hai ca sĩ cũng ngày càng mềm mại và nữ tính hơn. Trong khi Hương Giang Idol thường chạy theo phong cách gợi cảm, thì Lâm Khánh Chi có phần e ấp và bánh bèo hơn. Xét về độ tươi mới và trẻ trung, nhiều người nhận xét Hương Giang Idol hơn Lâm Khánh Chi một bậc. Cô sinh năm 1991, trong khi đó Lâm Khánh Chi là đàn chị, sinh năm 1977. Nếu như trước khi chuyển giới, Hương Giang Idol đã có gương mặt thanh thoát và nữ tính, thì trước đó Lâm Khánh Chi là một nam ca sĩ được đánh giá điển trai. Chính vì thế, cuộc hành trình để có được vẻ ngoài thanh thoát đối với Lâm Khánh Chi khó khăn hơn đàn em khá nhiều. Hương Giang Idol gợi cảm và nóng bỏng khó cưỡng. Hương Giang Idol được cho là người chuyển giới thành công trong showbiz với hình ảnh ngọt ngào và nóng bỏng khiến các cô gái xinh cũng có phần chào thua. Theo đuổi hình ảnh gợi cảm, Hương Giang luôn có những sự lựa chọn trang phục khoét trên xẻ dưới. Cũng không ít lần, cô rơi vào tình trạng bị phản cảm, tuy nhiên hầu hết đều được khen ngợi bởi sự nữ tính và gương mặt ngày càng hoàn hảo. Không chỉ ngày càng có ngoại hình nữ tính, Hương Giang cũng được khen ngợi về độ xanh mốt khi cập nhật xu hướng rất nhanh chóng. Cô cũng có những lựa chọn mang nhiều nét của các quý cô phương Tây. Nữ ca sĩ sinh năm 1991, khoe ba vòng chuẩn mực trong thiết kế váy đuôi cá. Tông màu pastel tôm da, nhìn dáng càng khiến vẻ đẹp của Hương Giang Idol được nâng tầm trong mắt công chúng. Cô cũng thuộc top ca sĩ Việt có phong cách táo bạo khi xuất hiện tại sự kiện. Và khi hóa thân thành cô dâu, nữ ca sĩ khiến chẳng ít chàng trai ước ao được thành chú rể. Kiểu mặc đồ khoe nội y cũng không thể làm khó vóc dáng thon gọn, vòng nào ra vòng đấy của cô. Và dĩ nhiên,
cô luôn triệt để khoe lợi thế vóc dáng qua cách chọn trang phục. Bộ đồ cổ chữ V này là một ví dụ. Lâm Khánh Chi ngày càng nữ tính. Cô ngày càng thể hiện sự nhẹ nhàng và nữ tính khi xuất hiện ở bất kỳ đâu. Nếu như ban đầu cô bị đánh giá là xến và rườm rà, thì gần đây hình ảnh đã đẹp hơn rất nhiều khi biết cách tiết chế phụ kiện. Những chiếc váy xòe bồng cúp ngực chiếm phần lớn trong tủ đồ của nữ ca sĩ. Cô giữ cho mình một mái tóc dài dễ dàng, có thể tạo kiểu và thích hợp với trang phục khác nhau. Lâm Khánh Chi chọn váy cầu kỳ khi xuất hiện tại tuần lễ thời trang. Nữ ca sĩ e ấp khoe bờ vai trong lớp vải xuyên thấu và rạng rỡ nở nụ cười trước ống kính. So với hình ảnh thuở ban đầu, Lâm Khánh Chi đã có màn lột xác vô cùng ấn tượng. Là con gái Việt Nam, cô cũng đặc biệt yêu thích tà áo dài dân tộc. Không chỉ trong những bộ ảnh, trên sân khấu, đây cũng là hình ảnh quen thuộc của nữ ca sĩ 40 tuổi. Vẻ mong manh như thiếu nữ của Lâm Khánh Chi khi trang điểm nhẹ nhàng bên làn váy trắng. Cô cũng chẳng ít lần hóa thân thành cô dâu váy cưới lộng lẫy. Đầu tư và chăm chút cho hình ảnh của bản thân kỹ càng, cuối cùng cô cũng nhận được kết quả hài lòng. Ngoài công việc ca hát, cô cũng khá đắc xô chụp hình thời trang. Chỉ làm từ thiện thôi, sao việc cũng bị ném đá không thương tiếc. Mặc dù làm việc thiện, nhưng Hồ Ngọc Hà, Trương Ngọc Ánh hay Kỳ Duyên cũng vẫn phải đối mặt với những ý kiến trái chiều. Công tác thiện nguyện là hoạt động thường xuyên của nhiều ngôi sao làng giải trí, thể hiện tinh thần lá lành đùm lá rách của người nổi tiếng với những mảnh đời khó khăn. Tuy nhiên, không phải lúc nào họ cũng được ủng hộ hoàn toàn với hảo ý ấy. Ngược lại còn bị chỉ trích rất nặng lời, Hồ Ngọc Hà bị chỉ trích chỉ vì một chiếc khẩu trang. Mới đây, nữ ca sĩ Hồ Ngọc Hà cùng người hâm mộ đã có một buổi từ thiện ý nghĩa nhân dịp lễ Vu Lan. Trong trang phục giản dị, giọng ca Đức Quảng Bình tận tay trao tặng phẩm thiết yếu như gạo, nước tương và mì gói. Tuy nhiên, việc làm từ thiện của ngôi sao họ Hồ không may mắn khi vấp phải phản ứng trái chiều từ dư luận. Nhiều ý kiến phản đối việc nữ ca sĩ đeo khẩu trang khi trao quà, cho rằng cô tỏ thái độ ngôi sao và thiếu sự tôn trọng với người lớn tuổi. Giữa những sự chỉ trích bất ngờ, Hồ Ngọc Hà đã có động thái đáp trả lên trang cá nhân, cho rằng mình bị oan. Nữ ca sĩ lý giải cô đang bị cảm cúm và phải đeo khẩu trang để không lây bệnh cho những người dân nhận quà. Trong sự tức giận, nữ ca sĩ không quên dằn mặt những kẻ buông lời chỉ trích nặng nề. Thế những hình ảnh tôi đơn giản ôm những người chất độc màu da cam, ôm người nghèo trong cơn bão thì đó là gì? Tôi không cần chứng minh mình tốt đẹp vì xin lỗi chẳng ai tốt đẹp. Nhưng cũng không thể muốn nói gì thì nói tôi hoài được. Thích thì tay đôi đi nào, vừa nói vừa làm xem ai hơn ai. Họ Hồ thách thức. Trương Ngọc Ánh bị nghi quỵt 300 triệu tiền từ thiện. Cách đây hơn 2 tháng, Trương Ngọc Ánh cũng được fan lao đao khi vướng phải scandal quỵt 300 triệu tiền đài thọ phẫu thuật thẩm mỹ cho nữ sinh Thu Hương. Theo đó, hồi tháng 4, 2016, người đẹp họ Trương đến thăm nữ sinh kém may mắn cùng lời hứa sẽ trao 300 triệu đồng trợ giúp Thu Hương lấy lại gương mặt sau sự cố bị tạt axit. Nhưng sau một năm, mẹ của nữ sinh này cho biết gia đình chỉ nhận được tấm bảng 300 triệu và số tiền thực tế chưa đến tay gia đình như nữ diễn viên Hương Ga đã nói. Mang tiếng quỵt tiền từ thiện, Trương Ngọc Ánh lên tiếng bác bỏ trước truyền thông. Ngôi sao họ Trương cho biết mình là đại sứ thương hiệu của một thẩm mỹ viện. Cô cùng bà Đê, chủ của cơ sở làm đẹp này, chỉ trao gói phẫu thuật trị giá 300 triệu đồng chứ không phải tiền mặt. Cũng trong buổi gặp gỡ Thu Hương tại bệnh viện vào tháng 4, 2016, Trương Ngọc Ánh đã tặng riêng nữ sinh này 30 triệu đồng để chi trả viện phí. Theo ngôi sao Hương Ga, nhiệm vụ của cô chỉ đến đó và đã hoàn thành trọn vẹn. MC Thanh Bạch làm từ thiện bằng một chuỗi đám cưới. Giữa năm 2016, MC Thanh Bạch gây xôn xao dư luận khi làm đám cưới với Thúy Nga, bà chủ của một trung tâm ca nhạc hải ngoại hơn anh nhiều tuổi. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cặp đôi này không tổ chức đám cưới tới 9 lần. Trong đó nhiều lần đánh tiếng rằng cưới xin chỉ với mục đích làm từ thiện. Tuy nhiên, nhiều khán giả tỏ thái độ không bằng lòng với cách thể hiện lòng tốt của cặp vợ chồng Thanh Bạch Thúy Nga. Thậm chí có những người không hiểu chủ ý của nam MC khi liên tục tổ chức đám cưới từ thiện, phô trương về hình thức và làm mất đi giá trị thiêng liêng của hai chữ đám cưới. Thay vì làm từ thiện bằng phương pháp cưới xin rình rang như vậy, vẫn còn nhiều cách khác thiết thực ý nghĩa hơn để vợ chồng nam MC giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Nhiều khán giả phát ngán với những đám cưới từ thiện rình rang của vợ chồng Thanh Bạch và Thúy Nga. Hoa hậu Kỳ Duyên bị chê bán dưa để làm màu. Khoảng 2 năm trước,
Hoa hậu Kỳ Duyên từng gây xôn xao dư luận khi đăng tải một đoạn trạng thái kêu gọi bạn bè cùng các fan chung tay ủng hộ chương trình Mỗi Trái Dưa Một Tấm Lòng giúp đỡ người dân Quảng Nam. Để kêu gọi một cách thiết thực và hiệu quả nhất, người đẹp Thành Nam còn đăng tải hình ảnh cô đang bê dưa từ thùng xuống xe. Trái với dòng trạng thái kêu gọi đầy hào hứng của Kỳ Duyên, một số nguồn tin bất ngờ tố cô làm màu trong việc bán dưa. Thậm chí, một số cư dân mạng xác nhận có mặt tại hiện trường cho biết tận mắt chứng kiến Hoa hậu Việt Nam 2014 đến đây chỉ để chụp ảnh check-in, bưng bê cho có lệ và nhanh chóng rời đi ngay sau đó. Trước lời tố cáo này, Kỳ Duyên lý giải rằng do xe dưa về muộn. Lịch học lại sát giờ nên chỉ có thể giúp bán dưa một chút ít. Buồn khi đọc được ý kiến của vài người về những cảm xúc cá nhân của mình và mong muốn kêu gọi được càng nhiều người mua dưa thì càng tốt, chỉ thế thôi, người đẹp tâm sự.